loại đó là nó chuẩn nha cô chú anh chị. Hoa wow, đẹp quá. 7 xăng. Ừ. Cái này tại vì khúc đầu này được xăng nó hơn xíu rồi. 6 xăng rưỡi. Đây. Ừ. Hoa chuẩn nha cô chú anh chị. Khá đẹp luôn ha. Tại vì cái hàng này ghép chưa có già mùa lắm cô chú. 4 năm tháng thôi. Rất cả nhà ơi. Nhưng mà bông nó dày nè. Nhưng mà Tết á cô chú nó được gần mùa ha là sẽ ok. Dạ em kính chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Dạ hôm nay là ngày 3 tới tháng 7 thì em tiếp tục ghé bên vườn mai của bé Nhi nha cô chú, để giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mặt hàng mai siêu bông bình lợi ha, cũng như là một số cái giống mai khác cho cô chú anh chị mình sưu tầm chơi Tết nha. Rồi chị chào Nhi ha. Dạ rồi em chào chị ha. Em kính chào quý cô chú mình. Thì hôm nay em lên em giao lưu với cả nhà mình, hôm nay là em có đặc biệt là bình lợi là đa số nha. Thì số điện thoại giao lưu với em vẫn là 0373 919 774. Thì em xài Zalo số này. Thì địa chỉ của vườn em là ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Đầu tiên là một cái cây bình lợi có mặt hoa đây. Quá trời bông đẹp. Bông này mới nở. Mới nở vào sáng nay. Chiều cao được 93, tán ngang được 72, bành thân được 21 ạ. Bông quá trời đẹp của chú. Cây này của chú mình Tết mình chơi hoa nha. Bao luôn á. Nó có nụ kim luôn nha cô chú anh chị. Rồi, toàn thông hết cả nhà ơi. Toàn thông xum xê. Toàn rất là đều nha. Nè cô chú mình coi cái cốt ghép nó già nha cô chú anh chị. Nè, già cây lắm nha. Ghép tầm khoảng chừng 4 5 tháng trở lên đó cô chú. Cái mặt bông của nó được 6 xăng, rất là dày lớp cánh nha cả nhà. Ừ. Rồi. Cái này em giao lưu với giá 1.3 triệu em bao ship ạ? 1.300.000 cho cây siêu bông bình lợi này nha cô chú ơi. Bao chuẩn hàng cho cô chú mình chơi Tết ạ. Mã số tiếp theo. Dạ mã số tiếp theo là số 2M, hồi nãy là 1M hết cả nhà. Ừ. Số 2M là một cây phú tân ạ. Giả phú tân hàng ghép già mùa của chú ha. Hoa thì đẹp, chịu lạnh tốt nha. Chiều cao được 70. Tán ngang được 63. Quỳnh thân được 15 ha. Dạ, hàng này thì nó gọn gọn cho cô chú mình sưu tầm chơi Tết, một người B vẫn được hết cả nha. Rồi. Cây này em giao lưu với giá 600 ngàn em bao ship một cây giả phú tân. Rồi 600 ngàn cô chú anh chị mình ơi. Số tiếp theo là một cây siêu bông bình lợi nha. Trời ơi 3M. Đó, cái loại đó là nó chuẩn nha cô chú anh chị. Hoa wow, đẹp quá. 7 xăng. Ừ. Cái này tại vì khúc đầu này được xăng nó hơn xíu rồi. 6 xăng rưỡi. Đây. Ừ. Hoa chuẩn nha cô chú anh chị. Khá đẹp luôn ha. Tại vì cái hàng này ghép chưa có già mùa lắm cô chú. 4 năm tháng thôi. Rất là dày nhà ơi. Nhưng mà bông nó dày nè. Nhưng mà Tết á cô chú nó được gần mùa ha là sẽ ok. Chiều cao được 103. Rồi. Tán ngang được 50. Cây này lắp thân cũng đẹp nữa ha. Thân đây được 23 ha. Ừ. Có đôn lại nha cô chú, nó đang lên cây tược nè. 57 đồng bùi đế của nó. Hàng này là hàng con tàn đã già mùa rồi nha cả nhà ơi. Em các bạn được 2 mùa rồi ha. Cây 3M, cây này với giá 1.500.000 ạ. 1.500.000 bao xếp cho cây này nha cô chú anh chị. Cái này ghép hồi trước Tết nha cô chú anh chị. Đến thời điểm hiện tại là nó cũng khoảng chừng 6 tháng có hơn ha. Mã số tiếp theo luôn cả mã nhà. Mã 4M là một cái cây siêu bông bình lợi nha. Hàng này ghép già mùa nha cô chú anh chị. Cốt nó rất là to luôn ha. Đây. Cao nữa. Chiều cao được 115. Phong tàn thông nha cô chú. Tán ngang được 72. Có củ đế cho cô chú mình luôn. Quỳnh thân được 21 nè. Đúng rồi. Sơ sơ 60 luôn ha. Rồi. Cây dáng trực nha cả nhà ơi. Tròn tàn hả cô chú. Siêu bông mình lại. Cái này mã số 4 em mời em giao lưu với giá là 1.500.000 nha. Rồi, 1.500.000 bao ship cho mã này hả cô chú anh chị. Theo nha. Mã số 3M là một cây đa phúc ạ. Cái cốt nó rất là mập nha cô chú anh chị. Hàng này chơi Tết bao đẹp luôn nè. Dạ chiều cao được 82. Dáng siêu luôn. Tán ngang được 77. Hàng này cũng là hàng con tàn rồi. Quỳnh thân được 17. Bộ đế của nó được 34. Rồi cái này em giao lưu với giá 600 thôi. 600 ngàn thôi cô chú anh chị ơi. Một cây đa phúc già mùa chơi Tết nha. Hoa nó rất là đẹp cô chú anh chị và cực kỳ thơm luôn nha. Rồi tiếp theo hả cô chú anh chị. Dạ, mã số 6M. Rồi. Cũng là một cây bình lợi ha. Này hàng đế thú mà đế nằm sát cô chú nha. Cây này rất là khéo luôn ạ. Thớt thâm cực kỳ thấp nha cô chú. Cây này cây lùng lực. Chiều cao 75. Cây này duyên nè. Tán ngang 78. Nó tàn rất là tròn ha. Thân thì lùng lực ha.
Đó cô chú, thùm lum luôn nha. Bình thân này được 21 ạ. Rồi, 21cm hả cô chú anh chị? Cái này em Zalo với giá là 1 triệu rưỡi luôn ạ. 1,5 triệu bao ship cho mã này nha cô chú anh chị. Đây ha, bên đây thì nó có ngay chỗ này nè, nó trống cái tàn đúng không cô chú? Là do là cái cây nó chưa có hoàn thiện đó. Rồi mấy mốt cái này nó nhảy chèo ra ha cô chú, mình sửa cành á, cái mình kéo lại nó sẽ tròn đều nha cô chú. Rồi mã số tiếp theo anh cô chú. Mã số 7 ha. 7M ha. 7M. Cái Sài Gòn ha. Này hai mùa ha cô chú anh chị mình, hàng già mùa nha cô chú, mình coi cái cốt này. Cây rất đẹp luôn. Chiều cao 76. Tán ngang 67. Vành thân được 17. Kính tàn không chú, có mập lù luôn. Rồi Sài Gòn ha. Cây này em giao lưu với giá 650. Cây này là hàng con tàn rồi nha cả nhà. Rồi 650 bao ship cho cây siêu bông Sài Gòn này nha cô chú. Mã số tiếp theo nha cả nhà. 8M là một cây bình lãi ha. Trời ơi cây này quá sức rồi cô chú anh chị. Có cái tàn nè. Cái này tàn dù luôn cô chú ơi. Đẹp ha. Tết nữa là bao đẹp cho cô chú mình luôn. Chuẩn bị có mặt bông cô chú mình test nè. Chưa cao được 125. Cái này Tết là trời rực rỡ luôn á. Đúng rồi. Tán ngang được 86. Cái tàn nó rất là bự nha cô chú. Hoành thân được 20 nè. Dáng trực mà củ nở nữa nha. Thân nó lên là 30 ha. Cao, phát thân cao 40 luôn gì. Không rồi ơi. Hai gang tay chị, gần hai gang tay chị. 33. 33 ha. Đây cô chú anh chị. Cốt đẹp, cành đẹp luôn nha. Cây này cô chú mình cân nhắc, mình lựa chọn nha. Cây này em thấy đẹp nè. Cô chú mình coi cái tàn trên. Tàn dù luôn. Đẹp. Rồi cái này em giao lưu với giá 1,6 triệu em bao ship ạ. Cả nhà mình coi cái cây chi của nó ra nè. Nó rất là đều nha. Đều. Nhặt tàn á cô chú. Rồi ha, cái này cô chú mình về bấm vô chút xíu này cho nó nhảy tàn ha. Khi mà Tết nó sẽ tròn dình luôn hết cô chú anh chị. Rồi 1,6 triệu ạ. Rồi 1,6 triệu cho mã này. Mã số 8M cô chú ơi. Mã số 9M luôn cô chú. 9M là một cây bình lợi nha. Phải nói là cái lô này dáng trực cực kỳ đẹp cô chú, cũ đế nè. Chiều cao 87. Tán ngang 62. Cũ quá trời cũ. Quỳnh thân được 23. Rồi cũ nha. Cũ mềm. 37. Ở đó dưới nè, bự nữa nha cô chú. Tàn đẹp ghê không? Xin mình lại cả nhà ơi. Tết full hoa cho mình ha. Cái này là có vô dây sơ sơ. Cô chú mình về có thể chỉnh theo ý thích của mình nha. Cái này với giá 1,3 triệu ha. Dạ, 1,3 triệu bao ship cho mã số siêu bông bình lợi này cô chú. Dáng trực nha, đế củ nở rất đẹp nha cô chú anh chị. Mã tiếp theo luôn cả nha. Mã số màu M là một cây dạo cánh tròn ạ. Ôi hàng này cho Tết đẹp nha cô chú, cưng quá nè. Chiều cao 60. Tế ngang 57. Chứ bạc bông nó thấy cưng lắm, nó còn do. Bình thân được 12. Củ của nó 24. Bộ đế của nó đây được 45 nữa ha. Rồi. 10M. Cái này em giao lưu với giá 400.000 ha. 400.000 thôi cô chú, cây quá trời thấy cưng hết cô chú. Cái lá đốm trắng trắng này là do em phun thuốc nha cả nhà, chứ phải bị gì đó ha. Ok nè. Rồi mã số tiếp theo ha. 11M cũng là dạo cánh tròn ha. Này sổ tàn đẹp nha cô chú. Chiều cao 54. Rồi. Tới ngang 46. Hình thân được 15. Củ nó nghe ra gì này, 26 nè. Bộ đế nó được 45. Đây cô chú anh chị, cây khá là duyên đế nôm luôn ha. Dạo cánh tròn cả nha. Rồi, cũng 400.000 ha. Rồi, 2M nha cô chú. Dạ, 12M mã cuối clip ha. Là một cái cây dạo cánh tròn nữa nha. Dạo cánh tròn luôn cả nhà. Cây này là nồi đế bích cái bầu luôn ha. Cây này đẹp nha. Qua tiếp. Chiều cao 72. Trái ngang 45. Quỳnh hơn được 17. Nguyên bộ đế của nó được 70 ha. Nguyên bộ đế rất là đẹp nha Nguyên. Cái đế nôm luôn nè cả nhà. Một cái nôm nữa ha. Còn cái này Tết là cho hoa nha cô chú, nó chuẩn bị có nụ kim, em thấy có một số có nụ kim rồi đó. Cái cốt ghế của nó chắc là bằng ngón tay út quen ha. Cũng to to nè. Nên là nó có nụ kim đó cô chú. Rồi mình nói giá chị luôn. Là Tết là bao chơi bông ha. Ừ. Cái này với giá 450 ạ. Rồi 450 bao ship cho mã số này nha cô chú anh chị. Mã clip 12M. Thì anh chị em mình cứ xem được cái mã số nào mình hợp nhãn nhất thì mình cứ liên hệ mua số điện thoại là 0373 919 774 ha. Xin chào cả nhà mình ạ. Rồi em hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video tiếp theo nha. Mong cô chú mình sẽ ủng hộ cho bé Ni thật nhiều nha cô chú.